Ok, chào bạn. Mình sẽ đấu đối thủ Argentina. Chúng ta sẽ đánh Sicilian đi. Lên mã. Đánh kiểu gì nhỉ? Lên tốt ở G6. Đúng là ghim thật. Okay, mình sẽ đánh lại biến Kassen gặp Caruana. Ở đây tượng ăn thì tốt này sẽ ăn lên. Lên mã đấy. Lên mã đấy, đuổi tượng cái xem nào, về mình phát triển mã và nhập thành. Nhập thành đã xem sao. Lên tốt. Cũng lên tốt. Đánh nhanh quá nhỉ. Thế này mà đánh 10 phút thì mình lên tượng có thể trắng sẽ lùi mã về. Sau đó sẽ đẩy tốt lên tấn công. Ok. Đánh nhanh đi đấy. Ăn thì cùng ăn. Ghim. Nếu mình ăn thì tốt ăn lên. Về mã đây. Trắng đây tốt lên. Đây tốt lên. Còn đẩy tốt đây thì trắng sẽ đổi luôn. Chơi đi. Cái nước tính ở đây rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả ván đấu. Chúng ta thấy là khi tốt đẩy lên thì mình sẽ đưa mã vào ô này bằng nước lên đây và lên đây. Đẩy tốt đấy. Đây thúc đấy nhá. Đây xuống thì sao? Lùi mã về. Vâng, thế chưa làm gì được. Ăn đi. Rồi, như vậy mình đã hơn một tốt. Chẳng ăn đây thì đây tốt ăn lên. Lên tượng đuổi thì mình lùi mã về, đuổi hậu. Lên hậu. Rồi. Trắng lên hậu để đưa xe sang. Nhưng mà mình sẽ chạy hậu khỏi cái cột D này. Đồng thời bảo vệ luôn tốt này. Ui,
Bây giờ nếu tượng ăn mã thì mình sẽ ăn hậu, sau đó mã ăn về. Còn chạy hậu thì thôi. Xuống đây thì xuống đây thật. Chạy hậu thì thôi. Đưa mã được đứng vào đây thì đây. Để ra xe đã. Sau của lẽ mình sẽ đẩy tốt, đuổi tốt, giữ thôi. Lên tốt. Đây nếu tượng ăn thì tượng ăn lên cũng đẹp, tấn công tốt này. Còn mã thì cứ để đứng ở trung tâm. Sau đó thì nhảy vào ô này. Vị trí F4 và C4 là hai vị trí đẹp của mã. Ngon rồi. Ta xe. Ra đây thì tượng sẽ chạy đi đâu? Thì lên đây. Cứ ra đây đã. Lên đấy thật. Rồi, giờ mình sẽ về hậu để đẩy tốt lên. Vào hậu đuổi mã đi sao nhỉ? À đây, hậu giữ rồi. Đuổi mã để tấn công vào tốt này. Về mã. Tôi thấy là chẳng muốn đưa mã lên đây, nhưng sau đó mình sẽ lùi tượng về thôi. Không vấn đề gì. Bây giờ thì trắng sẽ phải chạy tượng, có thể là lùi về đây. Khi đó mình sẽ kích tốt lên để chặn tượng và đưa mã vào ô này. Vị trí rất đẹp. À không, hoặc là đưa xe xuống luôn hàng thứ 7. Về tượng rồi. Chặn quân tượng này đã. Nước sau thì mới đưa xe đến hàng thứ 7 và đưa hậu lên đây để tấn công tốt ở F2. Quân mã này đuổi chỉ cần đẩy tốt lên là xong. Ra xe rồi. Thank you.
Ăn thì tốt ăn lên tượng ăn. Như vậy mình đã mất tốt rồi. Ca này khó nhỉ. Ăn thôi. À ăn mất hậu chứ. Xuống nước không hay lắm. Đành phải ra xe giữ vậy. Có thể là ăn thì tốt ăn lên. Vẫn giữ được con tốt. Trắng về mã thì mình sẽ về mã đây. Xe ăn đây hậu ăn xe ăn lên tự ăn tốt. Chơi đi. À. Cũng thấy em mở được đường chéo, trắng đã mở được đường chéo. Không vấn đề gì hết. Chặn ngay lại. Giờ làm gì? Còn hơn 2 phút nữa. Nãy mình vẫn đang phòng thủ, chưa tấn công. Lợi thế duy nhất là hơn 1 tốt. Cho nước sau của lẽ mình sẽ đưa hậu xuống đây. Về tượng, à về hậu. Để chiếu. Chiếu à? Hết chiếu chưa? Chúng ta thấy là mình đưa ra để giữ quân mã này. Tượng ăn thì hậu lên. Về mã. Về mã rồi. Đuổi xem hậu đi đâu. Lên đây. Đuổi xe. Gớm nhỉ. Đuổi hậu.
Đấy, sao bây giờ mình phải đuổi quân để đưa về cửa Tàn? Tôi thấy là nếu chiếu đây thì tượng ăn lên và vẫn giữ được xe, không bị xe này ăn. Còn bây giờ trắng chạy hậu thì không chạy được đâu, không chạy được hậu, bắt buộc phải ăn. Khi mã đưa lên đây rồi thì mình sẽ đưa tiếp xuống đây và bắt được con mã này. À, lên chặn lại. Gớm nhỉ. Chúng ta thấy là mình đang chuẩn bị ăn con mã này. Xe sẽ đuổi với mã và tượng. Chiếu đấy. Đuổi. Ăn đây thì mã lại ăn lên đây được đấy. Chiếu đâu? Đang phải chạy nhanh cho đỡ hết giờ. Đột hậu. Học 5 giây nữa. Ba giây nữa. Rồi. Ván đấu chạy đua với thời gian.